cái đầu. Đây. Quá ngậm cái miệng ngon quá. Nhai đi, quất đi. Nhai đi. Hề mèo này lông trắng tinh. Đây, hai con cự lợn. Trời ơi. Nó đang ăn mà đụng vô nó cắn nè. Mèo con đây nó không có kiềm chế được cảm xúc. Quay qua đây coi nó ăn nè. Đó. Mày ăn mà mày còn nhìn cái dĩa mèo nữa. Hết cổ lại nè. Nó ăn. Nó gặm rừ gặm rừ. Ai dành có mày ăn đâu mà mày gặm rừ thôi. Tao bỏ cho mày ăn mày còn gặm rừ. Con này lo ăn cái đầu, không chịu ăn cơm. Nó ăn giống như đói bụng chừng. Đồ ăn là lúc nào cũng có sẵn. Mà bỏ thịt cho ăn gầm gừ gầm gừ. Thích ăn thịt hơn ăn đồ ăn cho mèo. Thích ăn thịt hơn đồ ăn bỏ tổng hợp. Không thích đồ ăn tổng hợp. Thích đồ ăn cho mèo hơn. Dạ. Hai con dần nó cột tay ngắm thôi không có thể lộn nha. Cái vậy có hai con nó cự lộn nữa không có cái lộn nha. Hai chị em ở trong một nhà ăn từ từ nha, chia đều ăn nha, không có giành lộn nha. Giành lộn là khỏi cho ăn luôn. Bây giờ giành lộn là cho ăn cơm trắng nha, mà lì nữa là nhốt vô trong chuồng khỏi cho ăn đói bụng luôn á. Tự con nó gầm ăn gì mà láo ăn quá mà. Không cho ai ăn hết rồi sao? Trời ơi, ăn mà dẫm cái chân vô trong cái chén luôn. Ăn gì mà mất vệ sinh quá vậy con? Đưa cái chân ra ngoài. Đưa cái chân ra ngoài. Có chân ra. Lớn rồi ai chơi dẫm chân trong chén. Nè, trong đây còn một cục thịt nè. Nãy bỏ quên trong đây nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, ăn thịt mà còn để dành trong cái hũ thức ăn tổng hợp nữa. Em quay này thật là kỳ cục, ham ăn quá lố. Còn bà già này bà ăn một mình đi, ai dành bà đâu mà bà hư làm cái gì ấy. Mày bắt chuột ta, bắt một chuột con ta. Mấy coi lại cái đoạn Tina nó cầm mấy con chuột để bắt vé. Nhỏ đâu có sợ gì đâu. Mèo. Thấy chưa? Nữa gừ nữa ăn đây ở đó mà gừ rồi cái gì mà gừ
sơn nha, cái gì đó. Cái này không quay trực tiếp được, bị YouTube bị gì không quay trực tiếp được. Nhầm nhầm rồi, rồi, rồi. Ăn ngon không? Giá lâu. Cơm cái gì vậy? Cái này do mỡ. Chết rồi phải không? Ngon không? Ngon không? Quay quay mấy cậu. Mèo ăn nhìn đá thêm chưa. Quay, ăn xong chưa quay? Trời ơi. Ăn xong ngọn qua ăn thức ăn tổng hợp nữa. Ăn gì mà nhiều quá vậy. Còn cái giá lô này. Giá lô này còn cá trong chén. Còn ăn nữa. Ăn nữa đi giá lô ơi. Giá lô ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào cho nó đau bụng. Ăn nhiều vào. Ao ao ao. Ao 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 ao. Hey. Mèo còn ăn kìa. Không thấy một chậu gần. Cái wifi nó thật yếu được mà chiếm hôm bao giờ nó phải trực tiếp rồi. À. Test wifi chiếm hôm bao giờ cái nó vô nè. Ấy. Mở ý. Dạ alo. Tám mươi tư bốn mươi lăm triệu. Dạ không. Đèn buông. Ở Sài Gòn. Dạ. Dạ có giấy không? Chính chủ. Dạ có hình. Có hình trên Zalo á. Anh lên Zalo coi. Năm số. Dạ. Dạ, anh coi con biển số 02200 á. Dạ, dạ, có hình trên Zalo anh, có hình trên Zalo. Dạ. Trên YouTube cũng có luôn. Dạ, Zalo số này. Dạ, dạ. Không biển số 02200 mà ring hết 100%. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ alo. Dạ không có cái nén anh ơi. Dạ bán hết rồi anh ơi, không còn có nén nữa, còn có 81 à, 40 triệu. Dạ hết rồi. Nó bao giờ lại phát được. Mà phải bút được hết luôn vô. Phân biệt những cái chập Zalo của xe
Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình phải đi ngủ rồi. Để cho hai mèo của chúng ta ăn. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi tình trạng của em mèo nha. Hai mèo rất là dễ thương. Mới sinh được hai mèo đó. Hey, 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 đây, nhìn mặt. Ngước mặt lên cho mấy bạn coi. Ê, ê. Hey. Rất là dễ thương nha.